Mặt trời mọc rồi nè, nắng ấm tỏa khắp hành tinh. Beatrice, vị thần mặt trời đã xuất hiện rồi đây. Những tia nắng chạm nhẹ lên làn da đầy tàn nhang, tạo kiểu tóc thôi, làm tốt lắm. Mái tóc bồng bềnh này như tia nắng vậy. Trang phục làm từ vải kim tuyến sáng như ánh mặt trời. Búng tay, những tia nắng đã sẵn sàng rồi nè. Đội vương miện lên đầu, phủ vàng khắp người luôn. Dùng hoa trang trí cho dày nha. Ngày hôm nay nữ hoàng sẽ lên trị vì. Dạo trên những đám mây, Beatrice muốn xem trái đất có gì mới mẻ. Mặt trời bay qua những hàng mây, thắp sáng và sưởi ấm cho ngày mới. Trong khi đó, mọi người đang tắm nắng và tận hưởng thời tiết ở biển. Ồ, hôm nay tắm nắng là đúng đỉnh luôn. Ồ, hôm nay trời đẹp thật. Đột nhiên, trời đầy mây. Ồ, đến giờ giải lao rồi sao? Trời tối nhanh quá, chuẩn bị mưa hả ta? Hai mọi người, mình quyết định đến thăm trái đất và ban cho các bạn nhiều ánh sáng và hơi ấm nè. Ồ, hay thế, tham gia chung đi. Thank you. Beatrice ngồi xuống. Bạn không thể dành thời gian cho thiên thể mỗi ngày được đâu. Ai đang đung đưa trên mặt trăng thế kia? Là Agatha, vị thần màn đêm. Hi there. Mặc chiếc váy đen vào nào. Vạt váy trải dài dưới đất luôn. Tay áo lấp lánh ánh sao. Nối mi nha. Chiếc cài tóc bạc này sẽ làm phụ kiện tóc nha. Cô bé này đang đợi tới lượt nè. Và màn đêm sẽ buông xuống hành tinh này. Mọi người rất thích những ngày nắng. Chúng mình sẽ dành cả ngày hôm nay để nói chuyện và vui chơi nha. Đúng vậy. Ở đây có gì vui nào? Nhưng mà hơi sớm nhỉ? Come on. Agatha đến bên cô gái. Wow, cô đã thôi miên bằng con lắc ma thuật nè. Mọi người ngủ thiếp đi. Quậy xong rồi. Em bé bay qua những đám mây kia là ai? Điểm sáng cho tóc nào. Bông hoa này làm sạch và thay đổi cả gương mặt cô bé luôn. Chúng mình sẽ làm bộ đồ từ đất nặng nha. Mặt trời tỏa ra tình yêu và hơi ấm nè. Ở đây hoang vắng quá đi. Phải ra tay thôi. Phải điểm thêm vài bông hoa hướng dương chứ nhỉ. Ồ, con gái mình dễ thương quá à. Yeah, của con. Mẹ ơi, nhìn nè. Ồ, con dễ thương quá đi. Đứa bé này sẽ là hiện thân của màn đêm. Tẩy gương mặt cũ đi. Vẽ đôi mắt xanh nè. Ừ,
ruy băng này sẽ làm váy nha. Mình sẽ làm váy từ vải thuyền. Em bé màn đêm này xinh quá à. Agatha đang trang trí mây đêm với những vì sao. Ồ, con bé đây rồi. Con ơi, mẹ vui quá đi. Amazing. Nhìn giống mình quá à. Giờ cô bé và Agatha sẽ trị vì đêm nay cùng nhau. Điểm sáng vòng hoa này bằng màu vàng. Thêm nụ hoa lấp lánh và cành hoa. Vẽ thêm chi tiết. Chiếc mũ dễ thương này giúp che nắng nha. Các bạn đang cắm trại rất vui ở công viên. Mọi người tận hưởng thời tiết và cười đùa nữa. Hai, cho em chơi với nha. À, chói quá à. Mọi người chuẩn bị chơi hay gì ạ? Ô, không thấy gì luôn á. Kính râm đâu rồi nhỉ? Ồ, con ơi, con phải cẩn thận chứ. Không là các bạn mù mắt hết bây giờ. Cái này sẽ giúp ánh sáng của con chói hơn đó. Ồ, chơi tiếp thôi nào. Làm chiếc đèn bằng giấy xốp lấp lánh nha. Chiếc đèn led nhỏ này sẽ sáng ở bên trong nha. Thêm chân đế. Công tắc đèn nè. Nếu bạn giật dây cườm này, đèn sẽ sáng đó. Mẹ đang chơi với các con. Con muốn cưỡi voi hả? Ghê ta. Giờ thì đọc truyện cổ tích nha. Ngày xưa ngày xưa, có một cô gái nhỏ sống ở trên các tầng mây. Ước, trời chuẩn bị sáng rồi. Ngủ thôi. Không, đi ngủ thôi nào. Ồ, con bé nghịch ngợm này. Đây rồi. Nhắm mắt lại nào. Nghỉ ngơi thôi. Mẹ mở đèn nha, để con không sợ ha. Chúng mình sẽ làm cầu vồng từ giấy xốp kim tuyến nha. Mình có mặt đồng hồ kim đồng hồ trên ống mặt trời nè. Mở và tắt đồng hồ cũng dễ nữa đó. Chỉ cần nhấn vào đám mây thôi. Beatrice để bé lên giường. Nằm yên nào. Cha, cài đồng hồ để bé dậy đúng giờ nha. Wow, mây to ghê. Đi đi nào. Tới không đúng lúc gì cả. Mình sẽ giúp bé ngủ ngon hơn. Giai điệu của đàn hạt làm cho cô bé chìm vào giấc ngủ ngon. Beatrice mãi mê với âm nhạc mà không để ý thời gian trôi nhanh quá. Vậy nào con ơi, đến giờ cho chú sâu ngủ của mình ăn rồi. Làm chiếc mũ từ vải lấp lánh nha. Trang trí thêm các ngôi sao. Chiếc mũ có ma thuật đỉnh lắm. Nó giúp cho người đội tàn hình. Ngôi sao sáng thu hút ánh nhìn của chú cuốn. Ủa, cô biến mất rồi. Ồ, cuốn ơi, em đâu rồi? Đừng chơi trốn tìm nữa mà. Đừng nghĩ em trốn được vậy nha. Ai muốn gặm xương nào? Biết ngay là em không cưỡng lại được món này mà. Đố em bắt được chị đó. Sơn chiếc đĩa màu hồng nè.
trang trí thêm nha. Lòng trắng trứng ở trong chiếc chảo nhỏ nè. Toàn đồ mà bé mặt trời thích không à. Đồ ăn sáng xong rồi đây. Yay, đến giờ bay và mang ánh sáng đến cho thế giới rồi. Con bé đi đâu rồi ta? Không có giường luôn. Con ơi, con đâu rồi? Lên tiếng đi. Ồ, đây rồi. Bắt được rồi nha bé con. Ăn sáng thôi nào. Con muốn ăn bánh rán với siro lá phong không nè? Không hả? Con muốn ăn gì? Biết rồi. Vài đường phép và những cánh hoa cúc biến thành trứng chiên nè. Cô bé vui mừng và ăn ngon lành. Beatrice cũng vui lây luôn. Great job. Chai LOL sẽ biến thành chiếc ly mới nha. Kẹo dẻo đang nổi ở trên. Chúng mình cần sô-cô-la đá tuyết nè. Uống với chiếc ly này ngon hơn hẳn. Agatha hay uống một ly cacao nóng trước khi đi ngủ lắm. Đã là thói quen rồi. Chờ tới bé cả đêm xong rồi, cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và yên tĩnh. Dép êm, lửa ấm và một ly cacao. Ồ, thiên đường. Đến cả Agatha cũng cần thời gian thoải mái và ấm cúng mà nhỉ. Tóc của búp bê này thấy ghê quá đi à. Sửa lại nào. Quấn quanh đầu bằng màng bọc thực phẩm nha. Để miếng khăn ướt để khô ở trên. Cố định lại và ngâm vào keo yêu mơ nha. Đánh dấu viền tóc và cắt thôi. Làm mái tóc suôn mượt từ tóc giả và chút keo nóng. Yeah, tóc đẹp làm sao. Tóc rực như mặt trời vậy. Lalilu có nhà tạo mẫu tóc đỉnh nhất thế giới luôn. Giờ thì lựa quần áo mới thôi nào. Nhà thiết kế riêng của chúng mình cũng chuyên nghiệp lắm đó à nha. Chiếc váy vàng này xinh quá đi à. Mấy thứ lấp lánh hợp với mình ghê á. Không biết tóc của mình có chạm sàn lúc mình đi không nhỉ. Để mình sửa lại cho phù hợp nha. Hoàn hảo luôn nè. Xinh quá đi. Stacy vẫn còn ngủ. Nhưng khi cô vừa mở mắt, ánh nắng và căn phòng tràn đầy tia nắng ấm luôn. Chào buổi sáng mọi người nha. Ngày mới bắt đầu rồi. Chải tóc thôi nào. Gió vào buổi sáng sẽ giúp mình nè. Wendy không muốn giấu tóc của mình dưới khăn tắm đâu. Chúng mình sẽ làm mái tóc thật xinh từ dây ri băng nha. Ồ, ảo thế nhỉ. Giờ thì Wendy đã có mái tóc dài tựa như mây đêm rồi. Giấc mơ của mình thành sự thật rồi. Bạn sẽ thích mây đêm cho xem. Thấy cả chòm sao luôn ấy nhỉ. Ồ, còn lạ lẫm quá à. Xinh vậy sao. Người xưa nói rằng bạn có thể biết tương lai của một người bằng cách nhìn lên trời cao. Mình không biết giấc mơ của mình hôm nay sẽ là gì. Mong là điềm tốt. Đám mây cắt tông không giống như mây mưa nhỉ. Cho bồng bông vào cho bồng bềnh nha. Mây sáng nay đẹp quá ta. Trong vắt luôn nè. Wow. Stacy thấy như mình đang ngủ trên mây vậy. Nhiệm màu quá và cả ánh sáng nữa. Mây thì bồng bềnh như xốp vậy. Mình chọn cái nào bây giờ ta? Ồ, có rồi. Mây của mình đây. Được nhất nè. Bay về nhà thôi. Stacy để lên ghế sofa. Mềm quá đi à. Thoải mái nữa. Và còn tiện để đọc sách nữa chứ. Tiện thật á nha. Cùng làm gì đó cho Wendy nào.
làm chiếc gối từ vải bạc cho cô nha. Vần trăng khuyết là quá hợp lý luôn. Lộn lại và cho bông vào nào. Chiếc gối này sẽ giúp cho Wendy thư giãn và thoải mái như ý luôn. Xem ai mới thuê máy bay riêng nào. Wendy giàu lắm luôn. Những đồng xu của cô sáng như trời đêm vậy. Ừ, nằm nghỉ cái đã. May quá, vali của mình vừa với đồ nè. Kho báu và gối. Cổ mình thoải mái quá đi à. Thư giãn với ly cốc chai thôi nào. Công thức bí mật nè. Mặt nạ cho búp bê. Slam sẽ là nguyên liệu chính nha. Thêm kim tuyến và khuấy lên. Trộn đều đều đều. Cho vào hộp có nắp nha. Sao mình không có tàn nhang nhỉ? Nóng lòng thử sản phẩm mới quá đi. Stacy lấy mặt nạ từ tiệm làm đẹp. Khách hàng có thể đắp mặt nạ và thư giãn nè. Cột tóc lên, không thì không có tác dụng đâu. Làm xíu tàn nhang để cho đẹp nào. Mặt nạ này quá là phù hợp luôn á nha. Để xem làm được gì nào. Thời gian trôi đi, gỡ ra thôi. Ao, đau à nha. Nhưng mà kết quả đáng mong đợi đó. Có tàn nhang vàng thì tuyệt luôn. Mình khuyên dùng nha. Chiếc hộp nhựa nè. Kim tuyến và sơn móng tay sẽ biến thành bồn ngâm chân nha. Gắn sao ở các bên. Giờ chúng mình đổ nước vào bồn thôi. Cho thêm xíu nước và thêm bạc với cả màu xanh acrylic nữa. Và xong rồi nè. Wendy muốn thư giãn vào buổi tối. Chân mình đi cả ngày nên đau hết cả chân rồi. Bồn ngâm chân sẽ giúp được đây. Thêm tí bọt với dầu xoa bóp nào. Cẩn thận đó, thử nước trước nha. Nhiệt độ quá hợp luôn. Stacy muốn lắp một chiếc bồn tắm to ở nhà. Cắt chiếc hộp này theo viền. Bồn tắm đơn giản quá ha. Nếu mình sơn màu đồng lên, nhìn khác liền nè. Được hơn rồi đó. Bỏ các viền nhọn lại bằng giấy xốp lấp lánh nha. Thiết kế đẹp chưa nè. Làm vòi từ tâm và ống hút nha. Hai tay vặn này làm từ hai hòn đá quý nè. 1, 2, 3, 4. Đủ để chân đế bồn tắm rồi. Stacy thích tác phẩm của chúng mình lắm. Đi tắm buổi sáng đã là thói quen của cô rồi nè. Bồn tắm dễ chịu quá à. Stacy thiết kế mọi thứ theo sở thích của mình. Chào đã, đổi tí nào. Stacy quấn khăn ấm quanh người cô và bắt đầu chuẩn bị bồn tắm. Bọt kim tuyến nhìn hay ha. Tắm nào, nước ấm quá đi. Stacy dành vài tiếng trong bồn. Mình muốn chơi với bọt và chuẩn bị cho ngày mới nào. Làm vòi sen nha. Mấy đồ trang trí mà không nguy hiểm á. Nếu chúng mình dán tường bằng hình mây đêm sẽ xinh hơn đó nha. Giờ như mình đang ở rừng và ban đêm ấy nhỉ. Làm vòi sen từ thanh sắt. Dán đầu vòi lên. Không văng đâu nha. Nhét vải thuy vào vòng nha. Mình đã hình dung ra những ngôi sao sáng trong từ giọt nước rồi đó. Treo màn lên. Có nghĩa là Wendy có thể tắm trước khi đi ngủ rồi. Phòng tắm của Wendy rất xịn luôn. Những vật dụng đều đồng đều cả. Nôn đi tắm quá đi à. Vòi sen này xịn quá đi. Lúc nào mình cũng mang mũ tắm hết. Mình gội nhiều dầu gội lắm. Nhưng giờ mình muốn tắm cơ. Wendy canh đúng nhiệt độ và đi vào. Thích quá đi. Mai tắm tiếp thôi nào. Làm chiếc lược nha. Chúng mình sẽ làm lược từ cây tăm ha. Nhỏ keo nóng lên và cố định lại. Sơn màu đồng và dán lên nào. Tay cầm thân thiện với môi trường luôn nha. Sơn thôi,
và đính cả cườm nữa. Mọi thứ đều nhìn rất xịn nếu mình thêm kim tuyến vào đó. Lượt như vậy mới vừa với mái tóc dài của Stacy. Không có cây lược nào phù hợp với mình cả. Mong là cái này ổn nha. Răng lược dài quá. Chà, đáng đồng tiền bát gạo ghê ha. Xịn sò quá nè. Mình sẽ trang trí tóc của mình với mây nha. Dùng khuôn hình nữa. Nhìn ổn đó. Làm đèn ngủ thật đẹp nào. Bẻ ngôi sao lên bìa cắt tông và cắt ra nha. Cho đèn led vào. Sơn bìa cắt tông màu xanh ở phía trong và màu bạc ở bên ngoài. Kim tuyến sáng lấp lánh như những vì sao. Quấn khung đèn quanh đèn led. Yeah, được rồi nè. Cho lên chân đế. Giờ thì cái này có thể thắp sáng cả phòng luôn. Mình sẽ để cái đèn ngủ này ở phòng ngủ, gần giường luôn chứ. Mình chỉ cần ngủ ngon lúc mà đèn sáng thôi. Đẹp dữ thần. Mình muốn một chiếc đầm tự mây đêm. Chúng mình sẽ lấy loại vải đặc biệt để biến nó thành sự thật. Làm phần áo trước nha. Cắt miếng vải ra. Vừa in luôn nè. Dán đuôi băng lên. Chiếc váy này sẽ quấn quanh phần cổ. Vẽ hình tròn nha. Cắt phần eo. Váy đẹp quá đi à. Nhìn như mây đêm vậy á. Làm chiếc mũ mặt trăng nha. Bẻ thanh sắt để làm khăn đội đầu. Làm thêm dây móc ở bên. Tạo hình sao cho giống hình mặt trăng nè. Dùng giấy bạc để làm mặt trăng sáng lên nha. Quấn vào khung. Đỉnh đầu sẽ đầy sao sáng. Vải thun tím này sẽ thành khăn che mặt nha. Rắc các ngôi sao lên và đội lên trên đầu nào. Lalilu tạo kiểu chỉ có xinh mà thôi. Mình sẽ giới thiệu cho chị của mình. Sao đêm ơi, mang chiếc vương miện này đi. Bắt đầu giờ làm việc sau ngày nắng thôi. Móc vòng vào mặt dây chuyền nha. Gắn mặt dây chuyền vào nắp. Cho kim tuyến vào chiếc bình nhỏ và đóng lại bằng nắp nha. Dùng nắp vàng để làm tay cầm. Giờ mình có thể chạm đến các vì sao rồi nè. Xém quên túi rồi. Mình sẽ kịp giờ thôi. Kéo mây đen đến thôi. Sao ơi, đến với trời đêm và tỏa sáng như những viên kim cương nào. Sao đêm là chị của sao sáng. Cậu ấy đã tỏa sáng cả ngày rồi. Tiệm làm đẹp này đã tiếp cận được đến cô rồi đó. Sao sáng, em tỏa hào quang quá. Kính râm của mình đâu ta? May quá, không cần phải thoa kem chống nắng. Mình xinh quá đi à. Làm sao mà thiếu bạn được. Bạn là tiệm mở vào giờ này đó. Má của Barbie phủ đầy tàn nhang lấp lánh. Buổi sáng thay cho ban đêm. Và những tia nắng đầu tiên chạm đến mây. Sao sáng đang đi đến mây xanh. Dậy đi thế giới ơi. Chào buổi sáng. Làm đồng hồ báo thức nha. Cắt vài cánh hoa từ hoa hướng dương. Dán vào đồng hồ. Keo nóng để dán phần đầu và chân nè. Hoa hướng dương luôn làm cho Barbie nhớ đến mặt trời nhỏ. Cô chọn hoa này để tượng trưng cho mùa này đó. Lấy chiếc vòng và cắt ra như thế này. Sơn hoa vàng. Rải kim tuyến ở giữa.
gắn vòng vào. Để Barbie móc vào túi. Sao sáng có túi cầm tay mới. Cái này mang với đồ nào cũng đẹp cả. Barbie sao sáng ngủ dưới mền đám mây. Lấy chuôi dây đèn. Mình sẽ làm khuôn cho đám mây nha. Giấu dây dưới các lớp bông gòn. Tạo hình mây. Nhìn mây mềm và bồng bềnh ghê. Như làm từ kem vậy đó. Sau đêm phải đảm bảo các bạn có một giấc ngủ ngon. Cắt hình mặt nạ từ giấy xốp kim tuyến. Làm trăng khuyết từ giấy xốp vàng nha. Dán các mảnh lại với nhau. Trang trí mặt kia với các ngôi sao. Gắn dây chung ở sau. À, mình không thấy gì cả. Chắc phải thử cái này vào ban đêm thôi. Ôi, nghỉ ngơi thôi nào. Mắt của mình muốn sụp xuống rồi. Ồ, vừa mới nói luôn á. Đom đóm đang mở tiệc ở ngoài cửa sổ kìa trời. Không sao, mình có bịt mắt mà. Giờ thì đám đom đóm sẽ không làm phiền mình nữa. Vẽ trăng khuyết lên bìa cắt tông nha. Làm chân đế từ cây xiên que. Dán cây khuấy cà phê để làm giá đỡ. Thêm miếng sơn bóng. Và rắc kim tuyến cho mặt trăng nữa. Trang trí phần đế bằng các ngôi sao. Sao đêm thích nghệ thuật lắm. Trong lúc tìm cảm hứng, mình sẽ vẽ. Đẹp quá ha. Treo lên tường nào. Mình biết mình có tài mà. Có khi nào mình là ngôi sao của trường ngôi sao không nhỉ? Làm xích đu nào. Quấn giấy vệ sinh quanh thanh sắt. Thêm vài chất liệu và tạo hình trăng khuyết. Bọc mọi thứ lại bằng giấy bạc tím nha. Treo mặt trăng lên bằng dây chuyền. Xích đu của sao đêm đã sẵn sàng đưa cô lên tầng mây thứ 9 rồi nè. Mặt trăng ơi, lại đây nào. Sao đêm đang gọi bạn đó. Xích đu yêu thích của mình kìa. Mình sẽ có một giấc mơ thật đẹp ở dãy ngân hà khi đang đánh đu cho mà xem. Làm chiếc tổ từ dây co. Gắn các cành vào. Quấn bằng dây leo nha. Dây leo sẽ làm tay cầm luôn. Trang trí sơ sơ. Và cho chú chim vào tổ thôi. Tự hỏi, sao Barbie gặp được cô nhỉ? Sao sáng đang đi dạo ở công viên cô yêu thích. Đột nhiên, có tiếng trong bụi rậm. Bình tĩnh nào bé cún ơi, chị sẽ tự đi xem. Chú chim bé nhỏ nè. Thì ra là em kêu hả? Tội nghiệp quá, và tổ của cô rơi xuống. Mình có thể nói chuyện với chim. Họ là những người đã đánh thức mọi người vào buổi sáng đó. Em ở với chị sẽ an toàn hơn đó bé chim à. Sau sáng dành rất nhiều thời gian đến nỗi cô ngủ tới hôm sau luôn. Cô xém lỡ giờ luôn mà. Ơ, không thể nào. À, mình ngủ quên mất. Làm sao đây? Mình phải chuẩn bị thôi. Vương miện đâu rồi? Được rồi. Sao mà mọi người dậy sớm vậy trời? Ngủ thêm đi chứ. Sao đêm đây rồi? Em à, ngủ đủ chưa? Chị thấy em vào làm trễ đó. Mọi người mệt lả luôn. Đồng hồ hoa hướng dương này sẽ kêu mọi người dậy đúng giờ. Dù có ngủ dưới nước cũng vậy à.
sao mà chậm vậy? Chị còn nhớ có người cài giờ để dậy sớm nữa kìa. Không ai để ý là hôm nay em trễ đâu. Chị phù phép lên rồi, giờ trời đầy mây rồi đó. Không ai thấy được giờ là đêm đâu mà. Ánh trăng cũng không xuyên qua mây được đâu. À, hay quá à chị ơi.